nhiếp niệm từng hơi thở, hít vô A Di thở ra Đà Phật, tỉnh sáng, giữ vững cái tâm niệm đó thì nhất định là chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của người tu. Như là Ngài Hoàng Bá đã nhắc nhở, muốn thoát trần lao việc phi thường, nắm giữ đầu dây vững lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngài nói chúng ta muốn thoát trần lao việc phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, mình muốn vượt khỏi cái sanh tử khổ đau, cái phiền não ở trong trần tục, đó là một việc phi thường, một việc rất là cao siêu, chứ không phải là việc thường. Mà muốn làm được vậy thì phải sao? Nắm chặt đầu dây giữ lập trường, phải nắm cho vững cái chí nguyện, cái lập trường của mình. Đừng nghe người này nói rồi mình thay, đừng nghe người kia nói rồi mình đổi. Phải nắm cho vững ngay nơi cái pháp môn tu của mình, ngay nơi cái danh hiệu Phật của mình, ngay trong từng hơi thở của mình, giữ cái lập trường mình thiệt vững. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu như không trải qua một cái mùa đông giá lạnh thì làm sao có được hoa mai để ngào ngạt hương thơm. Thì như vậy, nếu không có tinh tấn gian khổ, không có nỗ lực quyết chí tu tập, vượt qua tất cả những cái trở ngại, khó khăn thử thách, thì làm sao mà đạt tới cái chỗ giác ngộ, làm sao đạt tới cái chỗ nhất tâm, hay là làm sao được vãng sanh tịnh độ. Cho nên phải một phen xương lạnh buốt mới được. Quý vị có xương lạnh buốt chưa? Có buốt chưa? Nhưng mà lâu lâu cũng nghe than nhiều lắm, phải không? Thì như vậy đó là chúng ta phải nắm cho vững cái lập trường của mình, đừng có để cho nó lung lạc. Thì Minh Thành không có biết nói gì hơn, mong rằng tất cả chúng ta ai nấy cũng đều tinh tấn, nỗ lực tu tập, sao mà ra mãn cái khóa này ai cũng thấy được cái gương mặt của Chúa Xuân ở ngay nơi mình. Ai cũng làm tây thi thiệt sự hết, chứ không ai làm đông thi hết, phải không? Ai cũng được cái sự an lạc chân thật ngay nơi sự tu hành của mình, mà không phải là chỉ là trên hình thức. Nam mô A Di Đà Phật. Xuân mai.